Chào anh em nhé. Đấy thì buổi sáng thì hai anh em đang đi gỡ chim. Đấy, tối hôm qua thì chim xô một nhịp lúc 4 giờ thì được gần chục con anh ạ. Đấy, con này là lúc sáng sớm bật đồng lên này. Đấy, thì đánh con trích này thì đánh ở cái lưới mắt 8 phân, sợi 20. Cái mùa này phải đánh sợi 20. Nếu mà đánh sợi 18, 19 là thịt thường thường nó hay bị chảy anh em. Thịt nó hay bị chảy, còn đánh lưới này thì thịt nó bắt lên cao này. Đấy, khi con chim nó đâm vào thì ok. Đấy, còn hôm qua đánh thì nó đen đủi cái là nó bị cháy mất một cái u gọi ở trên đây. Đâm ra là chim nó trao vào cái ngày hơi ít anh em. Đấy, trực tiếp nó đâm vào cái tiếng đâm loa đấy kia, đánh cả tối là đánh độc tiếng đâm loa thôi. Đấy, hiệu quả thì nói chung là có một cái tiếng đâm loa đánh thì cũng được, nhưng mà nó không hiệu quả bằng là mình sử dụng là hai u, một u là tiếng gọi và một u là tiếng đâm loa. Đấy, thì bây giờ ra quay cho các bác xem về cái thành quả nhá. Đây chích đây anh em này. Thu được khá khá đây anh em. 6-7 con. Đi mất 3 con. Bảy hay sáu? Sáu chích kìa. Bảy một sáu chích. Năm con được không? Chết rồi. Đấy anh em nào đợt này đang bị móm mà cần cái tiếng cắt móm này thì tham khảo nhé. Đấy nhắm vào đây, bỏ chích vào trong túi đi. Đấy, chết rồi. Đấy, khéo tuột. Sáu chích kinh ạ. Đấy, còn về bàn lưới bên dưới đây anh em. Bàn lưới bên dưới thì qua đánh độc tiếng đâm loa thôi anh em. Chào hết ăn, đa số là ăn ở khoang này. Phần lớn là ăn ở khoang này. Còn bàn thì hôm qua mới hút nước lên thì nó khá là đẹp anh ạ. Phần lớn hôm qua là chén hết ở đây này, khu vực đây. Đấy thì một loa thì em đánh ngóc lên trên đập kìa. Đấy, xe đập. Còn một loa là đánh trực tiếp lên trên đây. Đấy hôm qua đánh hai loa, còn mỗi hôm gọi được cái khe bên chỗ hướng mặt trời nữa kìa. Thế nhưng hôm nay không gọi được cái khe đấy, đâm ra là nó được ít. Cái thứ hai nữa là về nó sẽ quẩn đầy dây đồng, nó phải có tiếng gọi, cái tiếng gọi nó trao đây phát là nó phải vòng về thì nó được luôn. Đấy, đa số là đánh chim bay qua là tạt ngang đâm thẳng anh ạ, nó được ít hơn. Đấy, đánh trích thì thời điểm này là con trích với con sâm nó đang đi khá là mạnh, thì anh em nào mà nhu cầu mua cái lưới này về đánh trích này thì anh em liên hệ cho em để số điện thoại góc màn hình video ấy. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.